Profile hơi non của trọng tài xử ép Việt Nam trước Thái Lan, học việc được 5 năm, số lần cầm còi đếm trên đầu ngón tay. Ở trận bán kết lượt đi AFF Cup 2020, đội tuyển Việt Nam đã nhận màn thua với tỷ số 0-2 trước đội tuyển Thái Lan. Không phủ nhận rằng đội bóng xứ sở chùa vàng đã chơi tốt trong trận đấu này, nhưng đội tuyển Việt Nam cũng phải đối diện với nhiều pha xử lý gây nhiều ý kiến trái chiều của trọng tài Al Abba Saud Ali. Ngay trong hiệp 1, trọng tài người Qatar đã có một vài pha xử lý khiến cho đội tuyển Việt Nam phản ứng. Đầu tiên là tình huống ông không phạt thẻ với Terathong sau tình huống gạt tay trúng mặt Quang Hải. Sau đó ông cũng chỉ rút thẻ vàng ở tình huống thủ môn chát trai Budbrom ra ngoài vòng cấm truy cản trái phép Văn Toàn. Tới hiệp 2, ông vua áo đen tiếp tục có những quyết định gây khó hiểu khiến đội tuyển Việt Nam gặp bất lợi. Có thể kể ra tình huống bắt Việt vị Đức Trinh dù vẫn đứng trên cầu thủ cuối cùng của Thái Lan, Quang Hải ngã trong vòng cấm hay tình huống chạm tay của các cầu thủ Thái Lan trong vòng cấm. Sau trận đấu, huấn luyện viên Park Hang-seo đã nhắc nhở trọng tài nên xem trận đấu lại để thấy được sai lầm của mình. Trong khi đó, những người hâm mộ Việt Nam cũng có phản ứng mạnh mẽ với vị trọng tài này. Trọng tài Al Abba Saud Ali năm nay 35 tuổi, chưa có nhiều kinh nghiệm làm việc ở các trận đấu cấp độ quốc tế. Ông bắt đầu nghiệp cầm còi những trận đấu chuyên nghiệp từ năm 2017, tức là cách đây 4 năm. Trong đó, chủ yếu ông chỉ được giao bắt các trận đấu ở giải trẻ, cũng như AFC Cup giải đấu hạng 2 châu Á cấp câu lạc bộ. Ông từng cầm còi trận đấu giữa U23 Việt Nam và U23 Indonesia ở vòng loại U23 châu Á 2020. Bên cạnh đó, trọng tài Al Abba Saud Ali cũng làm việc ở các giải đấu U16, U19 châu Á, trong đó có trận U16 Việt Nam thua 0-5 trước U16 Iran năm 2018. Tới năm 2019, ông mới được cầm còi trong các trận đấu ở vòng loại World Cup, nhưng cũng chỉ bắt chính ở một vài trận đấu không quan trọng như là Turkmenistan gặp Sri Lanka. Ở AFF Cup 2020, trọng tài này bắt chính trong trận đấu giữa Myanmar và Timor-Leste ở vòng bảng. Chính vì vậy, yếu tố kinh nghiệm của trọng tài Al Abda Saud Ali thực sự bị nghi ngờ. Trận đấu giữa Thái Lan và Việt Nam là trận đấu lớn nhất mà ông vua áo đen này cầm còi trong sự nghiệp. Đáng tiếc, đó lại là trận đấu mà ông bị phản ứng nhiều nhất. Theo ghi nhận, sau khi bị những cổ động viên Việt Nam tràn vào trang Facebook, trọng tài người Qatar đã khóa trang cá nhân của mình. Và theo thông tin mới nhất mà chúng tôi nhận được, phía Liên đoàn bóng đá Việt Nam dự kiến sẽ có buổi nói chuyện với ban tổ chức AFF Cup 2021 về vấn đề trọng tài ở trận bán kết lượt đi giữa đội tuyển Việt Nam và Thái Lan. Theo đó, phía VFF muốn thầy trò huấn luyện viên Park không bị lặp lại những bất lợi mà chúng ta đã phải nhận ở lượt đi. Hiện tại, ông Trần Quốc Tuấn, Phó Chủ tịch Thường trực Liên đoàn bóng đá Việt Nam VFF cũng đang công tác tại Ban điều hành xử lý các vấn đề khẩn cấp tại AFF Cup 2021. Vậy nên người hâm mộ hoàn toàn có thể tin vào việc đòi lại công bằng cho đội tuyển Việt Nam đến từ phía VFF. Ban điều hành và xử lý các vấn đề khẩn cấp tại AFF Cup 2021 gồm 5 thành viên do Chủ tịch AFF Khiep Samet làm trưởng ban. Ban này nắm vai trò tổng tư lệnh trong việc chỉ đạo, đưa các quyết định về các vấn đề phát sinh trong tiến trình tổ chức AFF Cup 2021. Trận bán kết lượt về giữa đội tuyển Việt Nam và Thái Lan sẽ là trận đấu bán kết lượt về AFF Cup 2020 giữa đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Thái Lan, diễn ra vào lúc 7:30 tối ngày 26 tháng 12. Nếu muốn đi tiếp, thầy trò huấn luyện viên Park cần phải thắng với cách biệt từ 3 bàn trở lên. Trong trường hợp Rồng Vàng thắng với cách biệt 2 bàn, hai đội sẽ thi đấu hiệp phụ do ở vòng bán kết giải đấu năm nay không áp dụng luật bàn thắng sân khách.